Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hạnh Trạch. Ngày hôm nay mình sẽ nói về Logical Writing Skill, kỹ năng giúp cho bạn viết đoạn văn có cấu trúc. Trước khi đi vào phần chính của video ngày hôm nay, mình xin nói một chút xíu về series đợt này nha. Series đợt này là truyền cảm hứng từ những bạn đã gửi câu hỏi đến cho mình là bằng cách nào để qua được vòng CV của nhà tuyển dụng. Thì sau một thời gian suy nghĩ thì mình đã cho ra một cái series gồm có 3 video như sau. Thứ nhất là ngày hôm nay nè, là nói về Logical Writing Skill. Tuần sau sẽ là về Technical Writing Skill, điều giúp cho bạn viết văn bản bằng tiếng Nhật được tốt hơn. Và cuối cùng sẽ là tuần tới Business Writing Skill, kỹ năng giúp cho văn bản của bạn trở nên phù hợp với chỗ công việc hơn và cũng như là môi trường business. Mình hy vọng là series này sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn trong quá trình xin việc cũng như quá trình làm việc. Còn bây giờ, ngày hôm nay, Logical Writing Skill sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần chuẩn bị. Phần thứ hai là các cách thức để đi tìm kiếm ý tưởng. Và phần thứ ba là cách thức để mình sắp xếp ý tưởng trong đoạn văn. Trước khi làm bất cứ việc gì, đi chơi hay là nói hay là viết đoạn văn bản như bây giờ, thì bọn mình cũng cần có một bước chuẩn bị. Đây là bước cực kỳ đơn giản nhưng mà vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu bạn không chuẩn bị là bạn chuẩn bị thua cuộc rồi đó. Khi mà mình đọc CV của một số bạn sinh viên chuẩn bị ra trường á, thì mình đang cảm thấy rất là tiếc vì các bạn đang vô tình quên cái bước này đi. Để làm bước chuẩn bị, bạn chỉ cần trả lời cho mình 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi what, câu hỏi thứ hai là câu hỏi who, và câu hỏi thứ ba là câu hỏi which one am. What ở đây là bạn xác định dùm cho mình chủ đề chính của đoạn văn bản mà đang chuẩn bị viết là gì. Hoặc các bạn sẽ đi từ câu hỏi này tới câu trả lời và cuối cùng là xác định chủ đề, hay mình còn gọi là theme. Câu hỏi thứ hai, who. Để trả lời câu hỏi này, bạn xác định cho mình hai loại người. Người thứ nhất là người viết văn bản, người thứ hai là người sẽ đọc văn bản. Ví dụ khi bạn nộp CV, bạn chuẩn bị nộp cho nhà tuyển dụng, agent, hay là bạn sẽ nộp cho một công ty nhất định, người đọc sẽ là nhân sự HR của công ty đó. Việc xác định hai loại người này để trả lời câu hỏi who ấy, sẽ giúp cho bạn tạo dựng ra được cái môi trường chuẩn bị bao quanh cái văn bản này. Và xác định người đọc văn bản cũng sẽ giúp cho bạn mường tượng ra được câu trả lời của câu hỏi số 3, which what em. Which what em nghĩa là bạn viết bạn một đoạn văn bản này để làm gì. Một số bạn nói với mình là viết đoạn văn bản này để đưa thông tin, hay là để chứng minh là mình giỏi, để chứng minh là mình tài năng, mình có tiềm năng, để nhà tuyển dụng tuyển mình khi mà viết các đoạn điểm mạnh hay là điểm yếu ở trong CV ấy. Nhưng mà ngoài cái việc là bạn viết để truyền tải thông tin ra thì còn có một tầng nghĩa khác, đó là bạn viết cái này đưa cho người đọc và bạn mong muốn người ta sẽ làm gì cho mình. Đó là cái mà mình muốn chia sẻ và nhắc nhở mọi người phải xác định ngay từ cái bước chuẩn bị này. Để nói về cái việc mà bạn mong muốn cái mục tiêu này thì mình có thể chia làm 3 việc, mình có thể chia làm 3 level. Level thứ nhất là level người ta đọc, hiểu hay còn thông cảm. Tức là họ đọc và họ hiểu cái đoạn văn bản bạn đang muốn nói gì thôi. Level thứ hai là không những họ đọc hiểu mà họ còn sẽ cho bạn một cái ý kiến gì đó, chia sẻ kinh nghiệm gì đó hay còn gọi là give feedback. Tại sao CV của mình mà gửi cho nhân sự mà được nhân sự trả lời lại là viết chữ tiếng Nhật sai rồi hay sao đấy? Thì đây là level thứ hai, give feedback. Và cái level cuối cùng cũng là level mà tất cả mọi người gửi CV đều mong muốn đạt được, đó là action. Nghĩa là cái người đối phương sẽ làm một điều gì đó cho mình. Nếu mà là tiếng Nhật thì sẽ là hataraku đó, là họ sẽ làm việc cho mình, làm những điều mà mình mong muốn. Ví dụ như nhà tuyển dụng sẽ nhắn tin cho bạn bảo là chúng ta hãy cùng sắp xếp lịch phỏng vấn đi. Chính là level thứ ba. Sau khi mà chúng ta đã đi qua bước chuẩn bị và xác định được cái môi trường bao xung quanh cái đoạn văn bản này, gồm chủ đề, người viết, người đọc và mục tiêu của đoạn văn bản, thì chúng ta sẽ đi vào bước thứ hai, đó là tìm kiếm các ý tưởng. Ở đây mình xin giới thiệu cho các bạn hai framework mà được rất nhiều các công ty sử dụng và cũng là cái mà các bạn sẽ được học khi mà các bạn học lên thạc sĩ MBA ấy. Thì nó framework thứ nhất gọi là MISI, framework thứ hai là 5W2H. Hai framework này bạn có thể sử dụng song song cùng một lúc, hoặc là bạn sử dụng từ MISI trước sau đó sẽ sử dụng những 5W2H, hoặc là ngược lại đều được. Cái này tùy theo bạn là người suy nghĩ logic
quy nạp hay là diễn giải. Phần này mình sẽ nói ở cái phần mà sắp xếp các ý tưởng sau, nhưng mà tùy theo bạn thấy là mà bạn sử dụng framework nào phù hợp hơn trước thì bạn có thể tiếp cận với nó. Còn bây giờ mình sẽ đi vào framework MECI trước nhé. MECI, M-E-C-I, là chữ viết tắt của Mutually Exclusive and Collectively Assertive. Đây là một trong những framework mà mình, cá nhân mình thôi, mình cực kỳ yêu thích và luôn sử dụng. Mình có thể nói là mình sử dụng nó trong công việc hàng ngày cũng như ngoài đời sống luôn. Và theo những thông tin mà mình được biết, các công ty lớn ở Mỹ hoặc là ở châu Âu, đặc biệt là các công ty về consulting, khi mà kiểm tra ứng viên ấy, họ đưa ra những cái case study là đều sử dụng cái MECI này để giải quyết vấn đề. Các bạn có thể tham khảo. Hoặc mình cũng nghĩ là có thể các bạn đã từng nghe đến cái kết quả khi sử dụng theo framework MECI rồi, nhưng mà có thể là bạn chưa nghe đến cái từ này thôi. Bây giờ mình sẽ giải thích MECI nhé. MECI là một framework giúp bạn liệt kê hết tất cả những ý tưởng có liên quan đến chủ đề và lập nhóm các ý tưởng đó. ME, Mutually Exclusive, là bạn cần liệt kê các ý tưởng mà không trùng lắp với nhau. Hãy nghĩ chút xíu về toán học ngày xưa nha. Mình sẽ có hai cái hình tròn, và hai hình tròn này sẽ không đè đắp lên nhau, không có phải là như cái hình Olympic nha, mà nó sẽ tách rời nhau ra, nó không đụng chạm với nhau. Thì đây là Mutually Exclusive, nghĩa là ý tưởng A sẽ không có dính líu gì đến ý tưởng B mà bạn được nêu ra. Collectively Exhaustive là điều C, là điều nhắc nhở cho các bạn là các bạn phải suy nghĩ hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra và liệt kê nó ra thành các ý tưởng riêng biệt với nhau. Ví dụ khi mà mình nói về cái giới tính thì ngày xưa mình có thể suy nghĩ là chỉ có nam và nữ, nhưng mà bây giờ mình lớn hơn, mình biết mình sẽ có nam nữ và giới tính thứ ba, hoặc là nếu các bạn muốn chia ra cho giới tính thứ ba là gồm sẽ có những gì nữa, thì đó là điều mà các bạn phải suy nghĩ hết tất cả trường hợp có thể xảy ra và liệt kê nó. Đối với MECI thì sẽ có ba loại suy nghĩ khác nhau, đó là elements, both sides và steps. Elements là khi các bạn suy nghĩ đến các ý tưởng, các yếu tố có sự bổ trợ hoặc có liên kết với nhau một chút xíu thôi, nhưng mà nó không trùng lắp nhé, và nó cũng không có quá xung đột với nhau. Để lấy ví dụ cho elements type của MECI thì mình sẽ có là 3C. Cái này là khi bạn nào mà vô company thì có thể sẽ nghe rất là nhiều. 3C đó chính là Customer, Competitor, Company. Hay là bạn nào làm về marketing thì các bạn sẽ nghe về 4P: Product, Price, Promotion, Place. Đây là những cái mà người đi trước đã suy nghĩ theo MECI để chia ra những cái yếu tố có liên hệ với nhau nhưng không phải là sự xung đột. Và để nói về sự xung đột mà nó không phải là mặt trái ngược nha, thì mình sẽ làm về both sides. Both sides là khi bạn nghĩ đến các yếu tố có sự xung đột nhất thiết với nhau, mà nó không phải kiểu là ngược hoàn toàn đâu á. Nó có thể là will or skill, kỹ năng hay là mong muốn hay là kỹ năng, EQ or IQ, EQ hay là IQ. Đó là cái cách mà mình suy nghĩ về both sides của vấn đề, cái nào quan trọng hơn chẳng hạn. Hoặc là có thể bạn tùy trường hợp mình có thể sử dụng là trắng hoặc đen, trái hoặc phải. Nhưng mà cá nhân của mình thì mình ít khi nào sử dụng cái type both sides này cho cái việc quá lực ngược nhau, yes or no, trừ khi là mình đi tranh luận thôi. Và cái type cuối cùng của MECI đó là steps. Step ở đây là khi bạn nghĩ về các vấn đề theo thứ tự A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 để tạo thành một step. Để ví dụ cho step thì một cái nhiều người rất là biết đó là BDCA, Plan, Do, Check, Act. Đó, đây chính là các bạn suy nghĩ theo step. Thì framework thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn đó chính là 5W2H. 5W2H là các bạn đi trả lời dùm cho mình 7 câu hỏi, hay là các bạn có thể lập ra một cái trận, ma trận gồm có 7 cột và sau đó các bạn đi từng ý tưởng vào. Đó là what, who, when, where, why, how, how much. Nếu như mà các bạn điền được các ý tưởng này, trả lời hết 7 cột này thì các ý tưởng của bạn sẽ thật sự rõ ràng hơn. Cá nhân của mình thì mình ít khi nào sử dụng 5W2H để suy nghĩ về ý tưởng cả, mà để là mình đi kiểm định ý tưởng. Kiểm định ở đây là gì? Cái kiểm định thứ nhất là mỗi ý tưởng mà mình nghĩ ra thì mình có thể trả lời được 7 câu hỏi này không. Đối với mình ấy, nếu mà mình không trả lời được 7 câu hỏi này thì mình không thật sự tự tin để nêu ý tưởng đó ra mà nói đâu, hay là để chọn lọc cái ý tưởng đó. Cái thứ hai mà mình đi kiểm định đó là ý tưởng nào đáng giá nhất
và nó có sự liên kết với nhau để mình nối thành một đăng, văn đoạn văn bản đẹp nhất, hay nhất nhờ sau khi mình suy nghĩ Misi. Misi rất là hay, nhưng mà Misi cũng có một cái nhược điểm, đó chính là mình nghĩ quá nhiều, nghĩ tất cả những trường hợp có, mà trong văn bản khi mình viết ấy, hay là khi mình nói cũng thế, sẽ có những trường hợp bạn sẽ không đủ thời gian hoặc là không đủ không gian để viết một đoạn văn bản quá dài và nêu quá nhiều thông tin cho người sử dụng. Vì vậy, bạn cần chọn lọc lại từ kết quả của Misi, và mình là người sử dụng file W2H để giải quyết cái vấn đề đó. Sau khi mà chúng ta đã liệt kê và nhóm tất cả các loại ý tưởng nào lại với nhau, thì bây giờ mình cần phải đi một cái bước, đó là sắp xếp nó làm sao để cho cái đoạn văn bản, cái lời nói của bạn nói ra đối với người đối phương sẽ là thuyết phục nhất, đồng thời cũng sẽ giúp cho người đối phương tiếp những ý kiến của bạn một cách dễ dàng nhất. Đây đúng là bước quan trọng đúng không, trong cái phần mà mình chuẩn bị viết. Ở trong phần này mình sẽ gợi ý cho các bạn hai điều nha. Điều thứ nhất là sắp xếp đoạn văn bản theo logic so what, why so. Và điều thứ hai đó chính là chọn cách diễn đạt hợp lý. So what, why so là một trong những thuật ngữ mà rất nhiều sách logical writing skill viết luôn. Đây là một cái gọi là thủ thuật mà đa phần mọi người đều sử dụng luôn à. Hay là người Nhật mà người ta nói thì cái này có thể là thuật ngữ là bị hồ đồ đó, đó là mình nghĩ ra thôi. Đó là khi bạn nói một vấn đề gì đó hay kể một câu chuyện gì đó mà người đối phương người ta nghe xong người ta kêu à naruhodo ne, thì ra là vậy ha, là giống như là người ta nhận ra một cái chân lý mới vậy đó. So what sẽ là câu hỏi, vậy thì sao nữa, nó sẽ là câu hỏi được đặt ở đầu đoạn văn bản, và why so là câu hỏi là tại sao lại như vậy, nó sẽ được đặt ở gần cuối đoạn văn bản. Ví dụ mình có 3 ý tưởng để giải quyết cho một chủ đề gồm là A, B, C, thì sau khi nói A xong sẽ là câu hỏi so what để đi ngược lại về chủ đề và B, và sau khi mình nói B xong thì người ta sẽ tự hỏi why so, tại sao lại như vậy, để mình đưa ra cái ý tưởng C kết thúc và chốt cái chủ đề bọc ngược lại. Cách diễn giải cho hợp lý thì sẽ có 2 cái cách nhìn. Cách nhìn thứ nhất là cách diễn giải khi di chuyển từ ý tưởng này sang ý tưởng kia, nó cũng hơi gần với lại so what why so, nhưng mà mình sẽ nói thêm sâu hơn về cái sự liên kết giữa các ý tưởng. Và cái cách nhìn thứ hai đó là về tổng quan toàn bộ văn bản. Mình sẽ nói về cái tổng quan toàn bộ văn bản trước để các bạn dễ hiểu hơn nha, bởi vì cái phần này dễ hơn. Khi xét về tổng quan toàn bộ văn bản thì mình sẽ có 2 cách diễn giải mà từ đó tới giờ mình học từ lớp 1 luôn cho tới bây giờ luôn, đó là quy nạp hoặc là diễn giải. Quy nạp là khi bạn đi từ cái riêng để đến cái chung, cái kết luận, và diễn giải là khi bạn đi từ kết luận đổ ngược xuống tới những cái ý kiến riêng. Bản thân mình hay sử dụng 2 cái này như sau. Khi mà mình muốn nhấn mạnh cái ý kiến cá nhân của mình thì mình sẽ sử dụng diễn giải. Vì đầu tiên mình sẽ nói cái ý kiến, cái chốt trước, sau đó mình mới đi giải thích và nói về những cái ý tưởng bổ sung cho cái chốt của mình. Về cách làm quy nạp thì mình hay sử dụng khi mà mình đi tranh luận hoặc đưa ra những cái ý tưởng mới, hoặc là đưa ra sự đồng tình đối với người đối phương. Cái này thì ít khi nào mà mình sử dụng trong văn bản, mà mình sẽ sử dụng trong lúc nói chuyện nhiều hơn, hoặc là đi giải thích, hoặc là đi dạy á, thì sẽ đi từ cái nhỏ tới cái to tùy theo level của cái người đối phương. Giống như ngày xưa bạn sẽ không học cái bảng chữ cái 24 chữ cái trước, mà bạn học A B C D từ từ nó mới hết 24 chữ cái, thì đó là diễn giải đó là quy nạp chứ, đó là quy nạp. Cái đó là về tổng thể nha, cái cách nhìn tổng thể. Còn về cách nhìn liên rẽ từ các ý kiến sắp xếp ấy, thì cái này mình phải xem xét lại kết quả MISI mà mọi người đã lựa chọn, kết quả mà các mọi người đã lựa chọn từ các ý kiến mọi người đến nói ấy. Khi các mọi người nghĩ lại từ MISI ấy, mình nói là có 3 loại đúng không? Loại thứ nhất là elements, loại thứ hai là post-size, và loại thứ ba là steps. Nhưng mà mọi người nhìn kỹ hơn ấy, thì mọi người sẽ thấy là elements và post-size nó đều là những yếu tố có tính ảnh hưởng đến nhau, chứ nó không có phải là một cái dây chuyền. Cho nên khi bạn sử dụng element hoặc là post-size thì bạn có thể thay đổi các thứ tự ý kiến tư tưởng ở trong đoạn văn mà nó không hề có một cái sự cấu trúc đặc biệt nào hết, mà nó tùy thuộc vào cái việc bạn đang nói thôi. Ví dụ như khi bạn nói về IQ hoặc EQ
Nếu bạn chọn EQ thì bạn có thể nói thích nói về EQ trước cũng được, hay nói về EQ sau cũng được. Bạn chọn IQ, bạn nói IQ trước hay IQ sau đều được, đó là tùy theo bạn. Như vậy thì suy nghĩ lại, khi nào mình nên chọn các loại ý tưởng có cái độ cân bằng với nhau, và khi nào mình nên chọn các loại ý tưởng có cái sự liên kết với nhau, gọi là step ấy. Nếu mà nói về cách sử dụng nhé, mình sẽ nói về các loại ý tưởng mà có cái độ cân bằng với nhau trước. Mình hay sử dụng các ý tưởng có độ cân bằng với nhau khi mình muốn làm đơn giản hóa cái bức tranh tổng thể đi, và mình muốn đưa và cái người đối phương của mình không quá nhiều kiến thức về cái ngành nghề đó chẳng hạn, thì mình sẽ đưa các ý tưởng liên quan với nhau để người ta có một cái bức tranh hình dung đơn giản chung trước đó. Sau đó mình mới bắt đầu giải thích. Và đồng thời cái cách đưa ra những ý tưởng có cái mức độ gần bằng nhau như thế này á, sẽ giúp làm cho bạn chứng minh được rằng tôi đã làm hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra mà không thiếu sót một điều gì cả. Còn nếu nói về step, tức là nó không có sự liên kết dây chuyền với nhau á, giống như là development xong rồi mới sản xuất xong rồi mới đi bán ấy, thì cái này á bạn không thể thay đổi đúng không? Nhưng mà tại sao mình chọn cái này? Khi mình chọn cái việc này á là khi mà mình muốn nhấn mạnh cái sự suy nghĩ của mình là nó đúng, hoặc là muốn confirm là nó đúng, nó đồng nghĩa với khách hàng. Cái việc này mình hay sử dụng khi mà mình đi chứng minh một điều gì đó, đi chứng minh cái suggestion này là cái TA của mình, cái gợi ý của mình cho khách hàng là nó đúng ấy, thì mình hay sử dụng cái này. Bởi vì tôi có A, B, C, D cho nên là tôi mới làm C. Từ A tôi ra B, từ B tôi ra C, từ C tôi mới ra D. Và tùy vì tôi suy nghĩ như vậy cho nên là nó đúng đó. Đây cũng là một cái mà giúp các bạn dễ dàng thuyết phục người khác có sự đồng tình với mình hơn. Nói sao ta? Mình hay sử dụng cái này với mình làm consultant. Để lấy một ví dụ dẫn chứng cho việc là viết cách logical writing skill, thì mình sẽ lấy một trong những câu hỏi rất gọi là thường xuyên hỏi, lúc nào cũng được hỏi trong CV, đó là hãy nói về điểm mạnh của bạn. Khi mà nói về điểm mạnh, đây là một cái đề tài mở đúng không? Và bạn sẽ để một cái thi, đó là điểm mạnh của bạn là gì. Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng là điểm mạnh của mình là communication skill, tức là cái khả năng giao tiếp. Để chứng minh về việc là mình có khả năng giao tiếp tốt thì mình cũng có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình sẽ nói mình có khả năng giao tiếp trong trường học, ngoài trường học. Đó là hai cái mà gọi là element đúng không? Hoặc là mình kể một câu chuyện mình đã xây dựng cái kỹ năng giao tiếp này như thế nào qua các giai đoạn, từ lúc ở Việt Nam cho đến lúc qua Nhật đi học, và từ lúc qua Nhật đi học xong rồi từ lúc học ở trường rồi đi làm bài tổ như thế nào đó, hai cái khác nhau. Vậy thì tùy theo mỗi bạn, bạn sẽ chọn element hay là chọn step. Riêng cá nhân của mình thì trong CV của mình ấy, lúc mà mình ghi cái điểm mạnh, nó mới là trường cơ, thì mình đã chọn step. Nhưng mà khi mình đi chuyển việc thì mình đã chọn element. Tại vì sao? Khi mà mình mới bắt đầu ra trường mình chọn step, bởi vì mình muốn nhấn mạnh là cái quá trình trưởng thành của mình là như thế nào, cái quá trình mình xây dựng cái kỹ năng là như thế nào. Vì mình là một sinh viên mới ra trường, thu đó, mình là một sinh viên mới ra trường, và cái người đọc của mình là người tuyển dụng, họ cần biết là các sinh viên này ra trường như thế này, ngoài cái việc học ở trường ra thì có cái tiềm năng nào hay không, và ngoài cái việc là mình có cái xây dựng cái communication skill đó, cái khả năng giao tiếp đó, thì cái việc biết step còn là chứng minh mình có khả năng tự xây dựng và tự trau dồi kiến thức của bản thân, tức là một cái ẩn ý ở phía dưới đó. Và mình nghĩ cách đó phù hợp cho những bạn sinh viên mới ra trường. Đó cũng là cách mà mình đã thu hút được một số HR công ty PM lại. Bởi vì họ từ từ họ đi từng bước mà, A đến B đến C đến C, họ cảm nhận được cái sự lớn lên của mình trong từng giai đoạn, cho nên là họ mới đồng tính. Còn khi mà mình đi chuyển việc, lúc này mình đã là một người đi làm rồi, và cái việc mình nêu ra những cái element, những cái yếu tố nó có liên kết với nhau, và mình chứng minh là mình có khả năng giao tiếp tốt trong từng cái yếu tố đó, là mình đang đi theo chiều rộng mọi người ạ. Và khi bạn chuyển việc, người tuyển dụng đối phương của bạn á, nhìn thấy là bạn không chỉ là một ứng viên sáng giá cho vị trí đó mà còn là một ứng viên sáng giá tại một công ty đó, bởi vì bạn biết rộng mà, bạn có thể di chuyển một cái vị trí khác
hoặc là bạn sẽ có potential cao hơn. Đó là cách mình đã chọn. Ok, video tới nay là hết rồi. Logic của writing skill. Hy vọng là video này giúp cho mọi người có một cách nhìn mới về cách mà mọi người đã viết những ý tưởng trong CV hay là trong văn bản gần nhà nha. Mong là mọi người sẽ đón chờ video tiếp theo của tuần sau, Technical Writing Skill. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại.